Em xin giới thiệu, đây là máy giặt hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nha. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Model của máy này là Natonan VR1001. Máy này hoàn hảo các chức năng. Em đang bỏ đồ vào giặt để làm cái lít test cho mình thấy là máy hoạt động ok, hoàn hảo. Kích thước của máy này như sau. Chiều cao là 1m05. Hậu sâu là 70cm và chiều ngang là 65cm, có trọng lượng là 80kg. Đây là hàng nội địa Nhật nên mình cứ yên tâm về chất lượng sử dụng. Em đã test các chức năng hoàn hảo rồi, mình mua về mình chỉ việc sử dụng thôi. Hàng bán ra được bảo hành 6 tháng, bao nguyên bản, nguyên zin nên các anh cứ yên tâm nha. Máy giặt hàng nội địa Nhật thì đương nhiên nó có nhiều công nghệ và chức năng tuyệt vời hơn hẳn so với máy giặt thị trường của mình. Máy này có nhiều tùy chỉnh, mình có thể chọn giặt thông thường và giặt sấy để mình mang ra mình mặc luôn, không cần đem đi phơi. Nếu mà hôm nào mà trời mưa bão, đồ mình khô, mình dơ nhiều quá, mình giặt không kịp để mặc, thì mình chọn chế độ giặt sấy. Sau khi sấy xong thì mình chỉ mang ra là mình mặc luôn, không cần đem phơi, đem ủi, đem gì hết. Còn chế độ bình thường thì như những cái máy thông thường mình giặt xong thì nó sấy khô rua, nó sấy còn ẩm nhẹ, mình mang đi ra phơi nắng. Có nhiều lựa chọn như vậy rất là tiện để phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Bây giờ em sẽ quay gần để mình test các thông số trên máy nha. Ở bên đây là chứa nước giặt, nước xả. Đó, ba học. Học đây là để bột giặt. Học bên đây là nước tẩy, học bên đây là nước xả vải. Ở đây thì em đang chỉnh giặt đồ, em đang giặt đồ cho bé nè. Đây, em soạn rất là nhiều quần áo, mền, chăn. Tại sao bão số 7, số 8 gì ở miền Trung mình lũ lụt quá. Hầu như là 10 ngày nay không giặt được đồ. Nên bây giờ chăn, mền, mùng gì của em bé em đem ra đây hết trơn. Hôm nay được một ngày nắng đẹp nên em vừa làm cái clip test vừa quay luôn cho mình. Tại vì mỗi cái máy trước khi bán ra em phải thử các chức năng, thử các tính năng, thử nó hoạt động hoàn hảo, ok thì mới đến tay người tiêu dùng được. Nên mỗi cái máy mà em bán ra em đều đã để sử dụng vài hôm, hoạt động hoàn hảo cho mình hết rồi nha. Mua hàng thì liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho mình. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, ship code thì cọc trước giúp em 2 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, còn chuyển đủ 100% em sẽ reship tặng nhà cho mình, tức là em sẽ bao ship tùy mình lựa chọn hình thức thanh toán. Ở trên này thì đây là nút khởi động, đây là nút tắt nguồn, đây là nút kích hoạt start bắt đầu hoặc là spawn tạm dừng. Thì khi mình ghim điện 100V xong thì mình sẽ bấm nút này, khởi động máy. Nếu mình không chọn gì hết, mình muốn cho nó sấy khô mặt luôn, không cần tùy chỉnh, thì mình nhấn nút bắt đầu luôn. Còn nếu mình muốn chỉnh á, như em đây em chỉnh nè, hôm nay có nắng đẹp nên em không có cho sấy khô luôn mà em đem ra em phơi thì em sẽ chỉnh. Đây là nút tắt nguồn nha. Chế độ giặt, giặt và sấy, chỉ sấy. Nên mình có thể chọn giặt, chọn sấy hoặc là giặt sấy luôn nha. Đây là các chế độ giặt đồ bình thường, giặt đồ mỏng cho bé, giặt chăn màn, giặt nước nóng. Ở đây nó có giặt nước nóng 40 độ, 60 độ. Vệ sinh lồng giặt, rồi chế độ mặc định. Thì bên đây là cái thang mà thời gian để mình giặt. Có thể là 7, 15, 20, 25, 30. Thông thường mình giặt ở gia đình thì mình chọn 20 phút. Xả thì mình ở đây có 1, 2, 3, 4, 4 lần xả. Thông thường thì mình chọn 2 lần xả. Tùy nhu cầu nha, mình thấy đồ dơ nhiều mình cho xả 3 lần. Thì bình thường mặc định là 2 lần. Ở đây là sấy, sấy từ 1 cho tới 15 phút. Còn bên đây là sấy khô, giặt kiệt để đem ra mặc luôn. Thì bên này thì cái thang là cái nút ở đây. Thì mỗi cái nút đây tương ứng với cái đèn ở trên này. Model là Natonan VR1001 nha. Còn ở bên này thì nhiều chế độ. Mình khóa trẻ em nè,
cho em, nó sẽ không tọc mạch, nó không làm hư mái nhắn những cái nút, nhiều khi đang giặt gì nè mấy em bé với lên nhắn những cái nút này không được luôn, không chỉnh được. Nó là khóa an toàn cho em, khi mình nhắn mạnh vào đây thì chế độ này được kích hoạt. Và chế độ hẹn giờ giặt, mình tải cái app Google dịch về, chỉ cần mình đưa cái điện thoại vào thôi thì nó sẽ dịch hết các chức năng cho mình. Còn trên này là các thông số, nó giống như một cuốn catalog vậy. Thông thường catalog thì mình hay vụt bỏ đúng không, thì ở đây nó sẽ dán thẳng lên này nè, nó báo những tình trạng của máy như thế nào thì mình nhìn vào đây để mình xử lý. Còn đây là nơi để mà thải cái lưới lọc á, cái lưới mà lọc rác á, khi mà đồ mình dơ rồi những cái chất dơ mà nó giặt xong thì nó đẩy lên cái túi lọc như vậy. Hiện tại nó đang qua ở chế độ xả rồi. Hồi nãy em cho giặt xong thì nó đang qua chế độ xả. Và cuối cùng nó sẽ sử dụng chế độ sấy. Các anh nào mua hàng thì cứ liên hệ với bên em thôi nha. Còn ở đây thì nó sử dụng công nghệ sấy, làm sấy khô cho mình mặc. Rồi sấy thông thường nó có rất là nhiều tùy chỉnh chức năng. Thì giống như những cái máy lần trước em đã test, đã nêu các chức năng, ngoại hình, rồi các nút bấm, thì cái máy này nó cũng như vậy thôi. Hàng Nhật lúc nào cũng vậy, nó có rất là nhiều ưu điểm để mình lựa chọn. Nếu mà nói về giá thành á, thì mình đi ra siêu thị mình mua đồ mới cũng 10 triệu, mười mấy triệu. Thì so với công nghệ thì công nghệ của Nhật nó hay hơn hẳn. Giặt đồ sạch hơn, tốc độ quay của máy im hơn, bền hơn, tiết kiệm điện hơn, không hao nước nha. Ở đây em thấy á, là tiết kiệm điện vô đói luôn á. Nó chỉ có dài 100W thôi, sử dụng điện 100V nữa nên nó không có hao điện. Và cái mức nước á, nó cân bằng tự động. Và nó sấy á, thì nó sẽ không làm hư đồ. Nè mình nhìn kỹ nha, quần áo trẻ em bỏ đại vô như vậy đây, mền mùng chăn khăn gì đó. Nếu mà so với cái máy thị trường của mình á, thì mình phải bỏ vào túi. Tại vì sao? Giặt xong nó xoắn vào nhau, mình lấy ra thì nó sẽ hư đồ, nó phải xoắn rồi nó đứt nút rồi nó hư vải. Nhưng mà máy hàng Nhật em rất là tự tin, mình bỏ thẳng vào luôn, đồ trẻ em như vậy mà em bỏ thẳng vào, vì em biết là nó không có hư, nó không có xoắn đồ và nó cũng không có nhào như là máy thị trường của mình luôn. Đó là những ưu điểm mà hàng Nhật mang lại. Nhưng mà cái gì cái phải bền nha. Bỏ tiền ra mua mà không bền tiếc chứ lắm. Nhật lúc nào cũng phải yếu tố bền đẩy lên hàng đầu. Mình thấy chiếc xe của Nhật không, xài hoài không thấy hư, 6-7 cúp rồi đó, tới giờ vẫn còn chạy. Hàng Trung Quốc làm sao, vài bữa nó gãy mẹ mất tiêu rồi đó. Yếu tố của Nhật lúc nào gì, bền là đưa lên hàng đầu. Thứ hai là phải an toàn. Thứ ba là phải công nghệ hiện đại, tiện dụng cho người tiêu dùng. Nhật nó đi trước mình tới vài chục năm về công nghệ, là nên can khỏi lăng tăng về những cái hàng tiêu dùng mà Nhật sản xuất ra. Nó đi trước mình một bước, những cái gì mà họ đã tính rồi thì nó ra sản phẩm vô cùng tuyệt vời để mình xài thôi. Đó. Thì bây giờ em sẽ ngưng luôn cái clip này nha. Cần tư vấn thêm gì cứ vào Zalo 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, chuyển khoản đủ được bao ship, và chuyển cọc thì cọc trước 2 triệu, mình không được bao ship nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test.